master of lots of cycles. Using a lot of different decks. Royal Giant, Royal Halls, Wall Breakers, Blue Miner, Goblin Barrel, Tesla. Oh, yeah, Tesla. You have no idea what this guy's gonna do. And you'll play Hawk Rider, of course. Okay, I'm just gonna lock my whip, Mineral! Let's go! We'll lock the ball player. Good luck! Classic Hawk versus Classic Hawk. Yeah. Mình rất mong là Mineral sẽ thắng để chúng ta sẽ có một game đấu hấp dẫn hơn. Anh toàn stream mấy em hôm em off cái này á, online cái này á. Chán nhỉ? Benro Idel và Zack là trận đấu mình mong chờ nhất ngày hôm nay. Là trận đấu mình mong chờ nhất ở phần playoff. Hiện tại thì điểm đầu tiên ở giải giải pháp Pinh Minh họ đang có một điểm đầu tiên. Let's go, let's go! Jack được duyệt hay không thì chúng ta hết chưa hết kèo xem mà. Ok, Benro, liệu rằng đây là Mota không? Đây là Mota. And the minor cycle for Benzer. And the bomb tower. Okay. Right. Ooh, Mota. Said, okay, I got this in my hand. Ooh, that size. Yes. For that classic that I wanted, but... And, you know, it's still possible for Jack to go back to the Hawk. Just replace the Inferno Tower with a Bomb Tower. Yeah. What? Earthquake? Hawk Earthquake? Thôi xong rồi. We had it, guys. Oh my goodness. Oh my god. Có bé, bên kia phục vụ lạ giáp. Đây là một game rất là cân bằng. Đây là một game rất là cân bằng cho cả hai bên. Nhưng, Zack sẽ có lợi thế hơn bởi vì Zack có Bomb Tower. Zack có Earthquake. Thực sự là Bender trong game này thất thiệt hơn khá nhiều. Đấy, mình nghĩ là Rascal sẽ đặt rất là thấp. Rascal sẽ đặt rất là thấp trong cái tên tiếp theo. Kể khi mà Banky thừa thá ra thì... Đấy, đúng rồi. Thì họ sẽ defend được tốt hơn. Bây giờ họ thá Bomb Tower như thế này. Thì Zack cần... ở bên Big Bang kia cần phải là... Phải phố ta công. Earthquake nữa này. Không, giáp nữa. Woo. Và có một hop, có một hit của hop rất là khó cho Banner. Nếu mà Banner, thực ra là Banner đã chưa, mình chưa từng thấy là Banner sử dụng giáp ở trong cái deck này. Toàn lock thôi, hoặc là Barbarial. Vì vậy là khó quá cho Banner quá. Mình không suy nghĩ ra được là Zack sẽ ở bên Benro Videl anh ta sẽ đánh như nào đây. Mota có chưa? Sẽ có Earthquake, trời ơi, một combo cực kỳ đơn giản. Bây giờ là Fireball Defend như thế này thì rất là khó cho Zack rồi. Rất là khó cho Benro. Rất là khó luôn. Mình không hiểu sẽ đánh kiểu gì đây. Ôi, Bonter ném vào con Miner. Đây là game 3 spell. Thì các cậu cũng biết là cái con rất là khó đánh cho Benro, anh ta bị bắt bài mất rồi. Một cái deck counter. Mà anh ta không biết là sẽ sử dụng Fireball cho con gì nữa đây. Mình nghĩ là hạt cho con hai con Archer thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà trong tuần này thì Barbarian một Fireball hot Earthquake không có một hit nào từ họ rồi. Lạnh. Thế trận đang khá cân bằng. Tuy nhiên thì Zack đã có lợi thế hơn rất nhiều. Thực sự là Zack chỉ cần không cần đặt Funky. Anh ta chỉ cần là cứ hop Earthquake rồi và anh ta thả một cái Bomb Tower. Thì anh ta mới có thể thủ được. Tuy nhiên anh đặt Bomb Tower hơn gấp. Funky đâu? Cái trụ này thì trong Mota sẽ không có một hit nào. Miner đẩy lên. Fireball không? Chưa đủ Elis. Vẫn đặt được Mota rồi, hình như Mota đã... Không được rồi. Có một giáp.
Và tận 2 hit cho Hawk, trời ơi. Rất là đáng tiếc cho Benr, thực sự một cái deck mà phải nói là counter quá. Counter, counter. Một easy gaming. Không được, Mota bây giờ không kịp một cái giáp nữa xong rồi, Hawk bắt đập được 2 hit. Hack counter. Hack counter. Đánh kiểu gì đây anh em? Hello. Dạ. Bây giờ Manager sẽ đánh vỡ lại 500% sức lực. 500% sức lực. Ngày hôm mình thấy là team ONG nói chung và TNT nói riêng và nó là OP quá. Cao tay nhỉ, trận đấu này cao tay. Vừa Earthquake lại vừa Giáp. Trong cái game này á, mình nghĩ là phải có một cái balloon và chơi fireball. Chơi balloon kiểu của deck của... Các bạn còn nhớ deck của... Popeye không nhỉ? Hello Poo, hello. Not cool in Việt Nam, yeah. A little bit hot. Các bạn còn nhớ cái deck của Popeye không nhỉ? Cái deck mà balloon, balloon miner fireball giáp ấy. Thì deck đấy ăn được. Vì cái deck có giáp, deck đấy có fireball chỉ cho con hai con archer. Giáp sẽ cho đàn bếp. Balloon, Storm Tower không làm gì được. Hawk cũng chả liên quan, sẽ không thể tác động với cái con này nữa. Và chơi bằng lốp liên kết, chơi bằng lốp liên kết thì game được. Nhưng đấy là gọi là giá dự, giá dụ. Ok, chúng ta sẽ đến vào game thứ hai. Good luck cho Benzer. Good luck Benzer. Thì kích có đánh không ạ? Kích đánh là gì nữa? Kích bây giờ chỉ tranh thủ chơi lúc đêm nay ở về nhà. Miner, I see tornado. Deck của Zack ăn được Zion 2 Wick không? Không, không ăn được. Các bạn có biết là Wick với lại hai Wick á, nó Earthquake nó không chết được. Mà khi mà đẩy Van Key, nếu mà trong deck của họ mà họ chơi Firehole thì gần như là deck của Zack không thể ăn được. Ok, và bây giờ Zack giữ lại cái deck cũ rồi. Tornado! Rồi, nice. Không, không có đánh trên hạt 3 đâu. Mình làm gì có thấy ở trên cái phần list gọi là sơ đồ game ấy, làm gì có trận đánh trên 3 đâu. Ngày hôm qua chúng ta còn nhớ cái deck của TNT không nhỉ? Deck 2 Wick đây. 2 Wick Giant đấy. Họ có spell nữa mà, họ có 2 spell cơ. Đặt. Là văn kỳ chuẩn quá. Bây giờ là Bomb Tower. Hello chú, hello cu. Tornado. Tornado. Không để Tornado đâu, này bị hai. Ui, rất nhiều đam, rất là có 2 con đang chơi. Rất là ghét, good game rồi. Thực sự là mình rất muốn là Banner anh ta sử dụng Tornado hơn là việc là sử dụng Bomb Tower. Bởi vì Bomb Tower rất sợ Earthquake hơn nữa là một giáp và một Barbarian còn perfect luôn. Meta giáp à? Meta quá giáp chứ mày meta giáp nữa. Tornado! Tornado lỗi rồi! Vẫn có một hit của Hawk và Tornado lỗi rồi. Chúng ta cần phải có một cái pha, thêm một cái rocket ở đây. Mình rất mong sẽ có một cái rocket ở đây. Mình rất mong cái sự bất phá của Benr. Thẻ cuối cùng của Benr là gì đây? Mình cần phải một cái cam tay nào đấy. Hawk đẩy lên. Tornado! Không, đây không. Đúng rồi, rocket! Tornado! Đúng rồi! Không có một hit nào giống như từ đây. Vì vậy là trong game này, Benr có thể thắng được. Benr có thể thắng được nếu anh ta biết thủ. Anh ta mà thủ lỗi là anh ta thua. Đặt bom thờ cao hơn nữa. Tornado! Phải xoay đi! Tornado! Rồi, đúng rồi, anh ta thủ lượng tốt. Và anh ta sẽ dùng... No! Đừng có một hit từ Hawk! What the f***?
Một giáp và bộ Earthquake đủ chưa ta? Một giáp bộ Earthquake đủ chưa? Rocket Cycle đi! Đây là thời điểm lên Rocket Cycle. Quay được bài chưa? Earthquake vào giáp, không được rồi, bên kia bạn nhanh hơn. Một giáp cũng được. Ui, một giáp cũng được. Miner đẩy lên, phát ra đi. Rocket đâu? Rocket, Boost Factor. Oh, Bender thua. Trời ơi! Congratulations, Zach. Go to final, the last team. Go to fight the CIL final. Congratulations, Zach. Kịch bản không có gì thay đổi. Đó chính là Zach và vẫn là team cuối đầu tiên, vẫn là team đầu tiên chiến thắng. Chúng ta những cái team tiếp theo chỉ còn là biểu diễn chơi thôi. Thực sự là chúc mừng Zach, chúc mừng cho team Pháp Gaming. Nai Ram Zach. Và Kento Messi, Kitasian, Danny. Đúng là phải nói là team Pháp mùa này quá hay, quá tuyệt vời. Và hơn nữa là OGM, hai team này đều nằm bằng B. Ok, highlight coming. I will upload on Tally channel. Highlight coming. We'll check it later. Congratulations, Zach. Congratulations, Pháp Gaming.